liên quan vụ việc cô gái trẻ bị cuốn áo chống nắng vào lốp xe máy, ngã xuống đường bị thương ở địa bàn tỉnh Hải Dương. Ngày 28 tháng 6, ông Ngô Văn Quyên, Chủ tịch Ủy ban dân xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên xác nhận, nạn nhân trong sự việc là người địa phương đã tử vong khi đi cấp cứu. Trước đó ngày 20 tháng 6, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cô gái trẻ nằm dưới đường với cánh tay và áo chống nắng, bị cuốn vào bánh sau của chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter 150cc. Theo người chứng kiến sự việc, cô gái đang đi xe máy cùng một nam thanh niên. Trong quá trình di chuyển, không may tà áo chống nắng cuốn vào bánh sau của xe máy rồi bị kéo ngã xuống đường. Ngay khi tai nạn xảy ra, người dân đã mang vật dụng để cắt áo chống nắng, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Theo ông Ngô Văn Quyên, Chủ tịch Ủy ban dân xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nạn nhân 21 tuổi là người địa phương, gặp tai nạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thời điểm gặp nạn, nạn nhân đang làm việc tại địa phương và người này chưa lập gia đình. Dự kiến nhu cầu sử dụng điện trong 6 tháng cuối năm ở mức cao. Việc cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội đất nước và nhu cầu của người dân vẫn cần được đảm bảo. Tuy nhiên cần quyết liệt triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện. Theo tính toán của EVN, trong các tháng cuối năm, hệ thống điện miền Bắc cơ bản đáp ứng nhu cầu công suất phụ tải. Tuy nhiên, mức độ dự phòng công suất nguồn điện là còn thấp. Đặc biệt trong tháng 7, dự báo thời tiết nắng nóng cực đoan kéo dài, trường hợp các nhà máy nhiệt điện than bị sự cố hoặc suy giảm công suất, các đơn vị cần điều hành dịch chuyển nhu cầu phụ tải giữa các giờ cao điểm, đồng thời huy động thêm các nguồn phát diesel mượn của khách hàng để đảm bảo cung ứng đủ điện. Đối với hệ thống điện miền Nam và miền Trung, đáp ứng đủ nhu cầu công suất đỉnh trong cả năm 2024. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn khí trong nước suy giảm mạnh, các mỏ khí dừng hoạt động để bảo dưỡng, sửa chữa và để đảm bảo an toàn và ổn định hệ thống điện miền Nam, cần huy động các nguồn linh hoạt như chuyển sang chạy bằng nhiên liệu dầu, bổ sung khí LNG cho các tổ máy tuabin khí và các tổ máy chạy dầu Cần Thơ, Thủ Đức để đáp ứng phụ tải đỉnh cũng như đáp ứng phụ tải cao điểm khi nguồn điện mặt trời không phát công suất. Hàn Quốc vừa công bố gia hạn thí điểm thêm 2 năm chế độ mở rộng các visa du lịch theo đoàn cho công dân 3 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trước đó, chế độ được áp dụng thí điểm từ tháng 6/2023 đã mang lại những tín hiệu tích cực cho du lịch xứ sở Kim Chi. Theo đó, đối tượng cấp visa theo đoàn là khách đoàn du lịch khen thưởng của doanh nghiệp và du lịch tham quan thực tế trên 5 người, được đổi thành khách đoàn du lịch thông thường trên 3 người. Visa du lịch theo đoàn là loại visa được đơn giản hóa về quy trình hồ sơ, thủ tục thẩm định thị thực. Nhờ hiệu quả từ chế độ này, lượng khách đoàn nhập cảnh vào Hàn Quốc từ Việt Nam, Philippines và Indonesia đã tăng gấp đôi từ hơn 23.700 người vào đầu năm 2023 lên hơn 47.300 người vào cuối năm đó. Số lượng khách đoàn từ 3 nước nhập cảnh vào Hàn Quốc trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 56.400 người, duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng vẫn còn trường hợp một số người trốn ở lại Hàn Quốc để tìm việc làm trái phép. Do vậy, Bộ này sẽ tiếp tục xem xét có triển khai chính thức chế độ trên hay không. Ngày 16 tháng 6 vừa qua, liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nhà dân tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau đó, ngày 24 tháng 6, một vụ cháy nhà dân tại Đà Lạt khiến 3 cháu bé tử vong. Tình trạng liên tiếp xảy ra cháy nhà dân khiến Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung khắc phục hậu quả và triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy nổ. Nhiều ý kiến cho rằng nhà ở kết hợp kinh doanh cho thuê trọ phát triển ồ ạt nhưng còn nhiều bất cập và cần được quản lý về phòng cháy chữa cháy chặt chẽ hơn nữa. Mày đi mở cửa. Chuột nó chạy vào trong đấy nó giật chập cháy thì có phải là mình phải sao cho được ngạn được. Không nghe thì kia thì làm rất là nguy hiểm. Đúng không? Đúng. Dây điện chằng chịt, nhiều chất có nguy cơ cháy nổ. Không trang bị bất cứ thiết bị phòng cháy chữa cháy nào, dù đã nhiều lần nhắc nhở nhưng do chủ quan nên lâu nay cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa xe máy kết hợp với nhà ở này vẫn chưa khắc phục và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy nào. Thì trước đây cũng ít các vụ xảy ra, nên mọi gia đình cũng lơ là không để ý đến. Nhưng thời gian gần đây rất nhiều vụ xảy ra trên các địa bàn, nên là nhân dân với lại gia đình chúng tôi cũng được phường rồi các công an bên phòng cháy chữa cháy, các anh em tổ công tác tư vấn, thì gia đình tôi cũng xin chấp hành. Còn đây là căn nhà ở kết hợp kinh doanh buôn bán.
bán tạp hóa. Cũng tương tự, hệ thống điện cũng không được lắp đặt đảm bảo, hàng hóa lộn xộn. Đặc biệt, những cơ sở kinh doanh này đều không có lưới thoát hiểm thứ hai. Trong thời gian tới thì sẽ khắc phục lại hết đường dây điện và lắp ống gen. Cửa hàng sẽ xếp gọn lại và sẽ ngăn nắp hơn. Thời gian qua, liên tiếp các vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh cho thuê nhà trọ xảy ra tại Hà Nội và các thành phố lớn, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, địa bàn có khoảng 31.200 nhà trọ và hơn 39.200 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Sự cố cháy nổ tại nhà ở kết hợp kinh doanh thường gây thiệt hại lớn về người bởi hàng hóa lấn chiếm lối thoát nạn hoặc để gần đường dây điện và các thiết bị sinh nhiệt. Nhiều nhà ở không có sự bảo trì, cải tạo, hệ thống điện đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Vận động là ít nhất là mỗi một hộ gia đình là ít nhất có một người là được tham gia tập huấn về phòng cháy chữa cháy, và mỗi một gia đình thì có ít nhất một bình chữa cháy, một bình chữa cháy và một trang thiết bị phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ như là kìm cộng lực, búa kìm. Giải pháp đề xuất kiến nghị với các cấp, ví dụ như là bố trí xe chữa cháy mini cũng như là các hạng nước theo quy chuẩn về phòng cháy cháy tại vị trí các ngõ nhỏ để đảm bảo tốt nhất của công tác chữa cháy. Thành phố cũng đã có một cái chỉ đạo sát sao là rà soát, tổng rà soát đánh giá toàn bộ. Thế thì cái rà soát đánh giá đó thì cũng không phải lần đầu tiên, và trong nhiều năm nay các địa phương cũng đã làm, nhưng cái rà soát đánh giá đó cũng là quan trọng. Nhưng mà sau đó là anh đề xuất cái giải pháp nào còn quan trọng hơn. Nếu mà vẫn dựa vào những cái nền tảng là pháp lý, những quy chuẩn vi phạm, tôi cho rằng là còn vô cùng lúng túng. Nhiều ý kiến cho rằng giải pháp cấp bách lúc này là cơ quan quản lý cần nghiêm túc tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn. Trường hợp vi phạm tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, không có khả năng cải tạo để trở nên an toàn thì cần mạnh tay xử phạt và cấm hẳn việc cho thuê kinh doanh. Trường hợp vi phạm nhưng có thể cải tạo, cơ quan quản lý sẽ đưa ra thời hạn để khắc phục, nếu không khắc phục được thì kiên quyết cấm kinh doanh. Những ngày qua, một số hội nhóm trên mạng lan truyền thông tin nhiều vựa thu mua hải sản tại Cà Mau nhận được thông báo ngừng vận chuyển cua lên sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để xuất khẩu sang Trung Quốc. Trước thông tin này, Chi cục Thủy sản Cà Mau vừa có báo cáo khẳng định không ghi nhận thực trạng này. Kết quả rà soát từ các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu cua tại Cà Mau có xuất bán sang thị trường Trung Quốc. Tình hình mua bán cua biển trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Cà Mau vẫn diễn ra bình thường. Giá thu mua đang ở mức ổn định từ 200.000 đến 500.000 một kg tùy loại. Riêng trong chiều 25 tháng 6, một số khu vực các huyện, thành phố Cà Mau, thương lái có dấu hiệu chậm thu mua cua. Tuy nhiên, việc chậm thu mua do mưa lũ khu vực phía Bắc và vùng biên giới nên ảnh hưởng tới phương tiện chở hàng qua Trung Quốc. Chi cục Thủy sản Cà Mau khẳng định không ghi nhận trường hợp cua Cà Mau không xuất khẩu được sang thị trường Trung Quốc. Thông tin này có thể do cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.